Hi, welcome back to my channel, Stats Kiddo. Okay. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 mẩu giấy. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này, ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 7 chiếc chìa khóa. Và khi có 7 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ mở được một cái quan tài đang ở trong một ngôi nhà. Các bạn sẽ mở ra và trong đó sẽ có một món đồ. Trong đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Đó là bí mật. Bí mật mà các bạn sẽ phải tìm và mở ra. Ok. Đây, xung quanh này các bạn sẽ tìm xem có gì không. Các bạn phải có crowbar. Để có crowbar thì các bạn mới mở ra được. Tiếp tục các bạn sẽ chạy đến ngôi nhà to. Chạy đến ngôi nhà to này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm kiếm tổng cộng 7 chiếc chìa khóa nha. Ok.